ba tuổi này là con trời cháu phật căn số phú quý gặp hung hóa cát tiền đếm mỏi tay chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, kính thưa quý vị may mắn không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi nó chính là cái phần phúc mà con người được hưởng chúng ta có thể hiểu nôm na là khi mà chúng ta nhìn thấy người hoạn nạn khó khăn thì chúng ta ra tay tương trợ giúp đỡ đấy chính là chúng ta đã tích phúc cho chính bản thân mình cũng như là cho con cháu về sau Vì thế càng làm nhiều việc thiện Thì những con giáp này cũng sẽ càng gặp nhiều cái may mắn Đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2024 Bởi vì theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học Thì 6 tháng đầu năm 2024 Cũng là cái thời điểm cực tốt đối với ba con giáp này Các bạn là những đứa con cưng của thần may mắn Nhưng mà quý vị nếu biết cho đi Giúp đỡ những người khác Yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn Thì may mắn các bạn nhận được sẽ càng nhiều cuộc sống của các bạn sẽ ngày một tốt đẹp hơn, giàu có và thịnh vượng hơn. Cơ hội kiếm tiền và làm giàu cũng đang bày ra trước mắt. Chỉ cần các bạn biết nắm bắt cơ hội thì cái chuyện tiền bạc dùng rỉnh trong túi cũng là cái điều dễ hiểu. Các bạn cũng chính là những đứa con cưng của trời, của Phật trong 6 tháng đầu năm 2024. Vậy thì đó là những con giáp nào? Và cơ may gì cũng sẽ đến với họ trong thời gian này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, À, con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay mà tử thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn ấy thì đó chính là những người tuổi sửu những người tuổi sửu cũng được mệnh danh là con trời cháu phật trong 6 tháng đầu năm 2024 nói chung ấy trong 6 tháng đầu năm thì những người tuổi sửu có khá nhiều cái cát tinh nó trợ mệnh dự đoán là sẽ gặp được nhiều cái may mắn ăn nên làm ra tuy có phần hơi vất vả hơn một chút so với những người khác nhưng mà cái thành quả đạt được cũng không hề tệ một chút nào À, những người mà sinh năm Sửu là những người mà kiên định, thực dụng và đáng tin cậy. Họ làm việc một cách chăm chỉ. À trong 6 tháng đầu năm, những người tuổi Sửu sẽ được hưởng cái thành quả từ cái sự chăm chỉ của mình. Dù cho sự nghiệp hay là tài chính thì họ cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ để mở ra những cái thời kỳ hưng vượng hơn. Với việc được các sao tốt đã chiếu mệnh, chủ về công danh sự nghiệp, nên là gì? Trong thời gian này ấy thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu có những cái cơ hội phát triển nhất định trong 6 tháng đầu năm. À, tuy nhiên, cái vận khí nó vẫn còn nhiều cái biến động, đặc biệt là đôi khi vẫn còn cục diện là gì? Sửu và Thìn là nó tương phá. Vậy nên có những cái ảnh hưởng, có những thử thách khiến cho những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng không được chủ quan. Ở à, trong tập thể thì những người tuổi Sửu sẽ thể hiện cái tinh thần trách nhiệm cao và thể hiện cái năng lực của mình với ban lãnh đạo, điều hành đội nhóm và được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận bản tính chăm chỉ cũng được phát huy đồng thời cái sự xuất hiện của một số cơ hội và đối tác tiềm năng cũng sẽ tạo ra không ít cái không gian phát triển lớn hơn cho những người tuổi cho những người tuổi xíu à, tuy nhiên do bản tính thận trọng nên là những người tuổi xíu đôi khi tỏ ra quá là cứng đầu thiếu đi cái sự linh hoạt nên có thể khiến mọi người bị chậm trễ thậm chí là bỏ lỡ cái cơ hội quý giá do đó bản mệnh cần phải điều chỉnh cái thái độ của mình sát cho đúng đắn linh hoạt ứng phó với những cái thay đổi của công việc. Đặc biệt trong cái thời gian 6 tháng đầu năm thì nói chung ấy, những người tuổi Sửu cũng được nhắc nhở là nên chú ý xử lý các mối quan hệ sao cho hài hòa tốt đẹp, duy trì cái giao tiếp tốt với đồng nghiệp và cố gắng tránh xa những cái tranh chấp và những cái xung đột không đáng có với những con giáp khác. Đây là một cái điều phải ưu tiên hàng đầu ấy. Chỉ có tinh thần đồng đội thì mới có thể giúp các bạn đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp. Vậy nên các bạn phải hết sức lưu tâm. À, thêm nữa trong 6 tháng đầu năm, về cái mặt sự nghiệp thì những người tuổi Sửu ấy có thể có cơ hội thăng tiến hoặc là gì, nhận được một vài cái dự án hợp tác quan trọng. Không chỉ vậy, về mặt may mắn về tài chính thì những người tuổi Sửu cũng sẽ có cơ hội đạt được cái khối tài sản đáng kể. Một vài cái điểm sáng nó sẽ xuất hiện trong thời gian này. Nói chung nữ giới tuổi Sửu thì cũng sẽ may mắn về cái tài lộc trong năm nay. Còn nam giới thì cũng được cắt tinh nó che chiếu. Nên là gì, cũng thu nhập hàng tháng cũng sẽ được ổn định hơn. À, có người còn kiếm được một số công việc mà bán thời gian từ đó cũng sẽ khiến cho quý vị có cơ hội kiếm tiền rất là tốt thành tích tốt trong công việc cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Sửu cái thu nhập được tăng trưởng ổn định và có thể thu được thêm những lợi nhuận nhất định bên cạnh đó trong thời gian này thì quý vị cũng nên lưu ý ưu tiên công việc của bản thân và không ngừng nâng cao cái năng lực cái kỹ năng chuyên môn của mình tốt hơn là ôm đồm nhiều việc Quý vị đừng có phân tán sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc, đừng có mù quáng tìm cách gia tăng thêm thu nhập, mà gì hãy gì tập trung vào phát triển con đường công danh sự nghiệp của các bạn nhiều hơn. Đối với những người tuổi xỉu trong thời gian này, đặc biệt là những người làm công việc kinh doanh buôn bán, thì cũng nên thận trọng khi mà mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình, do không được nhiều cái sao tốt nó phù hộ, nên là gì? Không nên mở rộng cái quy mô một cách là vội vàng và ồ ạt. Trong năm đầy sóng gió, các bạn cần phải đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư qua một cách quá nóng vội nhé. Những người tuổi sửu hãy luôn dành thời gian tìm hiểu và nắm bắt những cái thay đổi của thị trường, duy trì linh hoạt và theo dõi cái nhu cầu khách hàng cũng như là cái xu hướng của ngành nghề. Nếu mà có thể định vị thị trường chính xác và đưa ra những cái chiến lược kinh doanh hợp lý, các bạn có thể duy trì ổn định trong cái thị trường đầy tính cạnh tranh và đặt cái nền tảng cho cái sự phát triển bản thân trong tương lai thì ngoài ra ấy, về mặt các mối quan hệ thì chỉ số hạnh phúc của những người tuổi tuổi xíu cũng sẽ được cải thiện rất nhiều dù những người độc thân hay là những người đã kết hôn các bạn đều có thể gặp được những cái người khiến cho tim mình phải loạn nhịp hoặc là các mối quan hệ với bạn cũng trở nên là gì sâu sắc hơn nói chung ấy những người tuổi xíu sẽ gặp may mắn gấp đôi về cái sự nghiệp và cái tài lộc trong 6 tháng đầu năm À, các bạn cũng dễ dàng có được những cái mối nhân duyên tốt lành cũng như là gì tài lộc cũng được như ý vì thế để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu đó là con giáp may mắn đầu tiên Thưa quý vị Con giáp may mắn thứ hai là con trời cháu Phật Không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ à, Quý vị thân mến những người tuổi ngọ cũng được xếp vào một trong con giáp may mắn được là con trời cháu Phật trong 6 tháng đầu năm 2024. Nói chung ấy, từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch thì cái vận khí của những người tuổi ngọ tốt hơn nhiều so với cái thời gian trước đó. Đón nhiều cái sự chuyển biến tích cực ở trên cái phương diện, đặc biệt là trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm đó à, những người tuổi ngọ là những người dũng cảm, quyết đoán và có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ Xứng đáng nằm trong danh sách những con giáp là con trời cháu Phật Trong nửa đầu năm 2024 Họ sẽ có những cái cơ hội đạt được những cái bước phá, đột phá lớn trong sự nghiệp của mình à, Có thể có cơ hội thăng tiến hoặc là cơ hội kinh doanh quan trọng Về các mối quan hệ thì những người tuổi ngọ cũng được kỳ vọng là sẽ tìm được cái tình yêu đích thực À, cái hội độc thân thì có cơ hội gặp gỡ được những người khiến họ phải hứng thú Và có khả năng sẽ phát triển thành một cái mối quan hệ sâu sắc lâu dài Nói chung ấy, trong năm 2024, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm Thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi ngọ ấy, Do là con trời cháu Phật được trời thương Phật độ Nên là cũng được khởi sắc nhất định so với thời gian trước đó Nhưng mà cũng chưa đến độ được nổ rộ rực rỡ và vẫn sẽ có tiềm ẩn không ít những khó khăn Vì thế, có thể thấy rằng các bạn sẽ gặt hái được thành công hay là không ấy thì hoàn toàn phụ thuộc rất nhiều các yếu tố mà quan trọng nhất là cái cách hành xử của các bạn khi đối diện với những sự vật sự việc khác nhau bên cạnh đó nói chung ấy, trong thời gian này thì cũng được trời thương phật độ nó cho thấy là đây cũng là một cái thời điểm mà các bạn sẽ giữ cái đầu óc tỉnh táo và sáng suốt nếu mà tập trung làm việc các bạn có thể đưa ra được những ý tưởng sáng tạo giúp ích cho cái việc khẳng định vị thế thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng giúp tập thể tìm ra được những hướng đi mới phù hợp hơn. À, quý vị hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của các bạn luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu mà giữ được cái phong độ của mình ấy, thì từ giờ đến cuối năm không thiếu các cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng, nhận được cái sự ngưỡng mộ và nể phục của rất nhiều người. Thêm nữa lại được đào hoa tinh nó chiếu mệnh, nó cho thấy các mối quan hệ xã giao của bản mệnh nó phát triển khá là rực rỡ. Các bạn làm quen được với những cái đồng nghiệp tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ lúc mình khó khăn tìm được những người cùng chung chí hướng cùng cố gắng hướng đến mục tiêu chung nhờ có họ mà cái công việc của các bạn cũng tiến triển được suôn sẻ thuận lợi khó khăn thì cũng không còn quá đáng sợ như trước đó nữa à, đặc biệt trong thời gian này thì quý vị cũng gặp nhiều cái may mắn trong cái cơ hội là thăng quan tiến chức do cái lộ trình công danh sự nghiệp được phát triển đúng không ạ à, bên cạnh đó nhờ có trời thương phật độ nên tình hình tài chính của những người tuổi ngọ cũng có những cái, cái, cái bước tiến triển nhất định trong thời gian này do đó các bạn luôn cần phải tập trung vào cái nhiệm vụ của mình chỉ cần nó làm một chút thôi thì cũng tạo cơ hội khiến cho tiền bạc bị thất thoát và kẻ khác có thể nhân cái đà này mà gì mà các bạn với những người làm công ăn lương ấy, thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên các bạn sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khẳng định được vị thế của mình và không thiếu cái cơ hội được ban lãnh đạo khen thưởng cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn hoặc là được tăng lương, tăng tăng thưởng, tăng chức. Công sức của các bạn bỏ ra từ suốt thời gian đầu năm đến giờ thì cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Một số người thi tuyển cũng đạt được kết quả tốt cũng sẽ gì được lựa chọn vào những công ty phù hợp. À, các bạn hãy tự tin trao đổi, thỏa thuận cái mức lương như mong muốn. Nếu các bạn làm việc tốt thì chẳng nhà tuyển dụng nào lại keo kiệt về cái chuyện trả lương cho các bạn cả. À, tuy nhiên khi mà đã bắt tay vào cái việc gì thì các bạn nên gì cần hết sức tập trung kể cả trong cái công việc gì những việc quen thuộc để tránh xảy ra những lỗi lầm nếu mà để sai phạm xảy ra thì các bạn chỉ phải dùng tiền của mình để đền bù những thiệt hại là cái điều không tránh khỏi à, thêm nữa trong thời gian này của những người tuổi ngọ cái việc làm ăn nhìn chung là khá là bình ổn không có biến động quá lớn à, không có cái gọi là cơ hội hốt vàng hốt bạc của thiên hạ xong may mắn là đương số cũng gì không cần phải đối diện với nhiều cái rủi ro nhiều cái nguy cơ nó còn tiền tàng Tự chung lại thì tài chính cân bằng, thu chi thì cân đối, tiền bạc vào ra đều đặn, đời sống vật chất của những người tuổi ngọ cũng khá là dùng dính. Nói chung ấy, trong 6 tháng đầu năm là cái thời điểm thích hợp để các bạn khẳng định cái vị thế của mình trong lòng khách hàng, tìm cách mở rộng cái quy mô làm ăn từ từ chậm mà chắc. Khi mà vị thế của các bạn đã vững vàng trên thị trường thì cái lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền sẽ chảy vào túi nhiều hơn. Đối với những người mà đã kết hôn hạnh phúc gia đình và tình cảm sẽ đạt đến cái đỉnh điểm. Cái sự thấu hiểu của họ khiến cho các bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn. Khả năng cao các bạn sẽ có nhiều cái tin vui đến trong 6 tháng đầu năm này. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ cũng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện cái ước mơ của mình trong 6 tháng đầu năm. Dù là sự nghiệp, tình yêu cũng sẽ bước vào một cái giai đoạn khởi sắc. Đấy, nói chung là cũng dễ dàng bước sang một trang mới. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, mang lại may mắn tài lộc tiền bạc đối với những người tuổi ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ hai Đấy. À, thưa quý vị à, con giáp là con cưng của trời của phật thứ ba đó là những người tuổi tỵ à, thưa quý vị nói chung 6 tháng đầu năm 2024 được đánh giá là cái thời điểm bình ổn ít biến động lớn đối với những người tuổi tỵ nói chung ấy, cái thời gian nửa đầu năm có thể rung đùi mà hốt tiền hốt bạc của thiên hạ những người tuổi tỵ là những người vốn héo nó hóm hỉnh sâu sắc họ lại có cái nhìn sâu sắc với mọi vấn đề xảy ra đối với mình Nói chung 6 tháng đầu năm thì cái vận may của những người tuổi tỵ rất tốt Họ sẽ đạt được những cái bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Và có cơ hội nhận được những cái sự thăng quan tiến chức quan trọng Hoặc là giành được những cơ hội hợp tác quan trọng Hoặc là gì Xuất ngoại thì khai thành công Buôn bán thì gặp được thời gặp thế Nói chung trong 6 tháng đầu năm Những người tuổi tỵ có thể sẽ gì cần phải tiếp nhận một số cái hạng mục và một số cái nội dung công việc hoàn toàn mới phải nghiêm túc học hỏi có thể phải dành nhiều thời gian để đọc thêm những cái kiến thức liên quan Điều này sẽ giúp cho các bạn nâng cao được cái chuyên môn và mở rộng cái tầm nhìn, góp phần phát triển cái nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, lại được tài tinh nó chiếu mệnh cũng như là được trời thương Phật độ. Vậy nên là trong thời gian này, quý vị cần phải chủ động cho công việc. Khi mà được trao cho cơ hội tham gia vào những cái dự án quan trọng, những cái đóng góp một cách là chủ động của các bạn có thể sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Từ đó sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm hơn một vấn đề không kém phần quan trọng trong thời gian này đó chính là gì những người tuổi tỵ cần phải xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách là cẩn thận và duy trì cái thái độ hài hòa để tránh những cái tác nhân gây cản trở đến cái sự thăng tiến của các bạn trong tương lai nói chung ấy khi mà làm việc khi mà có được cái sự giàu có tiền bạc dư giả thì cái áp lực công việc là cái điều không thể tránh khỏi bên cạnh đó còn có cả cạnh tranh về cái chức vụ hoặc là lợi ích cá nhân trong tập thể bản mệnh cũng nên có cái sự đề phòng cần thiết Quý vị hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì cái bầu không khí lành mạnh. Đấy. À bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi tỵ trong thời gian này nói chung ấy, cũng được dự đoán là thăng tiến vượt bậc. Vẫn sẽ có nhiều cái cơ hội để bản mệnh làm giàu, Đấy. kiếm về cái túi tiền của mình không hề nhỏ. Nhưng mà vẫn còn tồn tại không ít những rủi ro nó tiềm ẩn có thể khiến các bạn gì chủ quan mà mất trắng. À, nói về vấn đề về thuận lợi thì trước hết những người tuổi tỵ có cái cơ hội đón thêm cái nguồn thu nhập những cái khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư tiền lãi tiền cổ phiếu hay là gì những quỹ đầu tư khác nhau à, các bạn vẫn có thể được giúp đỡ và được mách nước cho những cái thông tin quý giá à, tuy nhiên do các vận may của bạn hơi yếu một chút nên là vẫn cần phải thận trọng hơn trong việc đầu tư nhất là khi tham gia vào cái lĩnh vực hoàn toàn mới lạ với những người làm công ăn lương duy trì cái chất lượng công việc ổn định sẽ giúp các bạn gì thu nhập được đều đặn khi mà làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm một khoản từ hoa hồng hay là từ phụ cấp. À, tuy nhiên năm nay thì quý vị được khuyên là gì cố gắng không đặt mục tiêu quá cao và cái việc kinh doanh cái nghề tay trái hay là đầu tư bởi vì ngay cả khi các bạn bỏ ra nhiều công sức tiền bạc của các bạn cũng gì vẫn có thể là gì gặp một chút khó khăn đó à, thậm chí là có người còn xui xẻo mất hết cả tiền gốc lẫn tiền lãi thì đây cũng gì chắc chắn không phải là cái kết quả mà các bạn muốn nhìn thấy đúng không ạ? Thì ngoài ra những người tuổi tỵ cũng sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả tốt đẹp trong cái chuyện tình duyên. À, những người độc thân có thể gặp được những cái người chi kỷ ở cái nơi làm việc hoặc là tại một cái sự kiện xã hội nào đó. Những người đã kết hôn thì sẽ có cái mối quan hệ hài hòa với những người mình thương yêu nhất và được kỳ vọng là bước thêm một cái giai đoạn mới có nhiều tin vui mới trong gia đạo Nói chung ấy, những người tuổi Tỵ không chỉ có sự nghiệp suôn sẻ vào trong cái 6 tháng đầu năm mà các mối quan hệ của họ cũng sẽ được ổn định, hanh thông và may mắn. Đây là con giáp thứ ba, là con trời cháu Phật. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp may mắn trong cái thời gian 6 tháng đầu năm. Đấy. Và sau đây là ba con giáp là con trời cháu Phật Đấy. gặp được may mắn tài lộc trong 6 tháng đầu năm, xui xẻo thì bị bỏ qua và dễ có cơ hội gì? cầm bạc tỷ trong tay. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi sửu, hai là tuổi tỵ, ba là tuổi ngọ. Đây là ba con giáp được mệnh danh là con trời cháu phật, gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và anh thông. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.